I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. But I'm talking about the tầm này là lại chăm chỉ làm lại video về review sơ đồ chiến thuật cho anh em rồi anh em ơi. Thế anh em kêu nhiều quá, bảo đợt này tôi lười làm video. Nhất là những cái video về build team, xây dựng sơ đồ chiến thuật các thứ. Thì thú thực với anh em là thời gian vừa rồi bận thật. Chính xác hơn thì tôi vừa đi viện về anh em ạ. Đi mất đâu đấy khoảng hơn chục ngày. Ok. Và tấn công đầu tiên này, hồi nách đưa sang cho Hernandez, Song Heung-min. Một chút chính xác nữa thôi là chúng ta có bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 7 rồi. Song Heung-min thì điểm mạnh không phải đánh đầu đâu anh em. Và dứt điểm đá bồi tiếp theo thì đáng nhẽ tôi nên ngừng lại tốt hơn. Về cách build team của cái sơ đồ ngày hôm nay và cách lựa chọn cầu thủ như thế nào thì anh em vẫn xem ở cuối video như mọi khi nhá. Còn trong video tôi đá với style đó chính là Quick Counter. Một trong những cái style mà cho đến thời điểm hiện tại thì anh em khá là ưa dùng. Lại một pha vụt cực căng ở Song Heung-min. Song Heung-min như ở video trước tôi nói, một số anh em cứ kêu là cứ lòng hết ảo rồi không còn nhạy nhấc này kia, nhưng mà cái đấy thì tôi confirm lại, tôi xác nhận lại anh em là không có chuyện đấy đâu anh em nhá. Cứa vẫn cong như trái chuối và cực kỳ hiểm luôn. Ok, quay lại với cái dạng sơ đồ này. Thì sức mạnh chính của sơ đồ này nó nằm ở việc bố trí hàng tiền vệ 3 người. Mà cụ thể ở đây nó chính là 3 AMF, 3 tiền vệ công anh em nhé. Để dễ hình dung hơn thì cái dạng sơ đồ này 3 AMF của anh em thì sẽ chính là cái chìa khóa chính để mở ra cơ hội hoặc là tự họ tìm kiếm những cái bàn thắng ngoài cái việc kiến tạo họ. Cái kiểu gọi là tự làm tự ăn đấy. Sơ đồ này thì nó chỉ có một CF thôi. Nên việc bơm bóng cho tuyến trên hay là việc xử lý đóng gạch tuyến hai các thứ nó sẽ đến chân của 3 AMF khá nhiều. Nên để lựa chọn nó phù hợp và hiệu quả hơn cả. Đối cầm bóng ngứa mắt anh em đó. quay xoay. Cảm giác rất là khó chịu, rất là khó lấy nhá. Đây rồi. Tôi cứ được bóng thì ăn đổ Song Heung-min. Việt vị mất rồi. ZD gặp những cái thủ môn mà có cái chiều cao nó tốt như thế này thì ZD nó hơi khó đúng không anh em. Có những ông lùn lùn tầm 1m8 mấy, Iker Casillas các thứ thì quả đấy là tôi nghĩ là vào rồi đấy. Quay lại cái việc lựa chọn và kết hợp cái style hợp lý thì nó sẽ cho ra cái kết quả đúng thôi anh em. Như ở rất nhiều video khác tôi cũng đã nói, tôi cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Không phải là anh em đắp tiền vào thật là nhiều rồi em quay những cầu thủ chỉ số trên trời rồi sau đó anh em chắc chắn anh em đá là anh em in game anh em thắng đâu. Tất nhiên là tôi vẫn biết là cái chuyện thành bại tại wifi, nhưng mà một phần lớn cũng đến từ cái việc anh em sắp xếp bố trí hợp lý, kết hợp những cầu thủ nó gọi là ăn ý với nhau á, thì từ đấy cái đội hình anh em nó sẽ hoạt động một cách trơn tru và mượt mà nhất. Nó không bị dẫm chân nhau, nó cũng không bị di chuyển kiểu gây ra cái ức chế cho anh em. Pha đưa bóng vào bên trong kìa. Ây cha. Pha đá phạt góc khét anh em này. Tôi nghĩ quả đấy là ăn bàn rồi cơ. Mà tầm này không biết anh em đá rank sao, nhưng mà tôi đợt này tôi đá gặp nhiều anh em đá post kinh khủng luôn nhá. Đá position ấy. Em đá gọi là có những cái lối đá mà cầm bóng rất là khó chịu. Nhìn thì có vẻ đơn giản thôi nhưng mà lấy được bóng trong chân thì cũng là một câu chuyện khá là nan giải. Ông bạn trong video thế. Ông bạn này người Thái Lan anh em ạ. Đầu tiên cầm bóng đầu video tôi cứ tưởng là người Nhật cơ. Mấy anh em game thủ Nhật Bản cơ. Nhưng không phải. Đến từ đất nước Thái Dúi.
Đá cũng ok, cầm bóng chắc. Nhưng không biết là đến cuối trận thì bóng bạn cầm nhưng mà điểm là tôi hay là bạn này. Ok, chuẩn bị kết thúc hiệp 1 rồi. Chúng ta tạo ra được cũng vài cơ hội. Đội bạn cũng thế. Nhưng rất tiếc tỷ số đang là không đều. Chúng ta sút được 4 quả đối chưa sút được quả nào. Vẫn là cái việc kiểm soát bóng của đối đúng không? Về cái lựa chọn cầu thủ của anh em nhé. Đây rồi. Cầm bóng. Cái gì vậy? Van Dijk sợi lắc đự. Đây rồi. Kìa, hối lồn kìa. Khá đáng tiếc luôn. Phát đấy hơi hẹp rồi. Phải tôi sẽ đưa bóng sang đến góc bên kia. Lại là ca pha cản phá tốt của Julio Cesar. Con hàng này nhận được free nhưng mà chất lượng không thấy free thì gì anh em. Bắt rất là bon, rất là ngon nhé. Cơ hội phản công đây rồi. Rất là ngon. Chưa kịp đến chân Phil Foden đã bị cắt. Gặp những cái ông cầm bóng nhiều như thế này, thứ nhất là đá rất là mỏi tay anh em ạ, bởi vì mình kéo để mình bắt người. Cái thứ hai là di chuyển cầu thủ theo họ cũng hết hơi luôn. Cảm giác cứ tưởng bắt được, túm được họ rồi, nhưng nó lại là không. Về 3 AMF của cái sơ đồ này thì em nên ưu tiên sử dụng cái cầu thủ sử dụng hai chân tốt nhá. Đây là cơ hội mở ra phản công là tốt kìa. Phil Foden đưa bóng khá là ảo cho Kevin De Bruyne. Vẩy bóng ngoài là tốt. Bé gạo làm gì đây? Kevin De Bruyne, Son Heung-min. Việt vị mất rồi. Tôi đang định lên ga thì anh em lại Việt vị mất rồi. Chứ ấy, một pha vẩy bóng ngoài rất là ảo diệu của anh Trung Kevin đúng không? Sau quãng thời gian chấn thương trở lại thì Kevin De Bruyne đá cực kỳ khét anh em nhỉ. Nhớ ở cái loạt trận C1 vừa rồi. Đáng tiếc là Man City bị loạn. Nhưng mà Son Heung-min, Kevin De Bruyne là một trong cái điểm sáng không thể chối cãi rồi. Son Heung-min đập nhả là tốt kìa. Cụ hôi nách đưa sang bên kia cho Phil Foden. 1-0. Đây, tình huống này, bàn thắng này là giá trị của những AMF mang cái style hope player lên tiếng anh em nhé. Họ sẽ di chuyển chiếm lĩnh khoảng không như một CF. Đó chính là lý do vì sao tôi bảo anh em nên kết hợp, nên sử dụng những cái cầu thủ nó có style bố trí hợp lý. Ok, đây gọi là thời gian dành cho thay người rồi. Như tôi thường thường tôi sẽ ưu tiên, thứ nhất là anh em sẽ thay những cái cầu thủ có cái skill đó là siêu dự bị. Cái thứ hai là anh em nên thay người để trải đều các tuyến ra. Ví dụ như tuyến tiền đạo thay một ông, tuyến tiền vệ thay một ông, tiền vệ trụ thay một ông, trung vệ thay 1 đến 2 ông, cái đấy là tùy anh em. Em có thể xem những cầu thủ nào nó cạn thể lực, hết pin thì anh em có thể thay. Nhưng mà để giành lại được cái chiến thắng hay là giành lại được cái thế trận tốt hơn cả thì anh em nên thay vị trí tiền đạo bằng một cầu thủ mang cái có cái sở hữu cái skill là siêu dự bị anh em nhé. Trong trường hợp này tôi tin tưởng vào Guler của sao trẻ của Real Madrid. Mong là Guler sẽ đáp lại cái tấm chân tình, cái sự tin tưởng này của tôi dành cho cậu ta. Cái vị trí 3 AMF thì anh em nên chọn cầu thủ sử dụng hai chân tốt để những pha truyền hay là xuất xa đạt cái hiệu quả tối đa nhé. Bởi vì đã có một tiền đạo phía trên nên cái vị trí AMF ở giữa thì em nên chọn mẫu cầu thủ cầm trịch điều phối trái bóng tốt, dạng playmaker hoặc là số 10 cột điển đều là ok. Còn hai AMF hai bên thì anh em nên chọn là hope player và những mẫu cầu thủ thiên về tốc độ nhé. Ngoài ra thì vị trí hai hậu vệ cánh cũng cần lưu ý, phù hợp nhất là anh em chọn attacking fullback để hài hòa cái việc công thủ cho tôi. Cơ hội phản công cho đội bạn kìa, làm gì đây Mbappe. Và phòng ngự hơi hớ hênh. Những cái phút cuối này anh em không thay trung vệ hết thể lực, nó cũng ảnh hưởng một chút đến cái việc phòng ngự anh em nhé. Phút 79 rồi, đối gỡ lại được một bàn rồi. Không biết là Guler sẽ đem lại cái gì đó cho tôi hay không đây. Đem lại bàn gỡ hòa cho tôi hay không đây. Nói chung là 4-2-3-1 thì là một trong những dạng sơ đồ có cầu thủ bố trí trải đều khắp mặt sân rồi. Hơn nữa đây là một dạng biến thể tôi gửi đến cho anh em. Đó là 4-2-3-1 với 3 AMF. Và bằng những cái cách đập nhả hợp lý thì tôi mong anh em sẽ dễ dàng thành công vận hành được cái sơ đồ này một cách trơn tru nhất nhé. Có lẽ đây là tình huống phản công cuối cùng chúng ta rồi. Cánh đối diện đang là Pellegrini, lại là một pha nữa phẩm chất của hậu player lên tiếng. Cánh đối diện đang là Guler. 2-1,
Phút 89 đóng hòm rồi anh em ơi. Đây là một trong những minh chứng của cái việc thay người và lựa chọn cầu thủ bố trí hợp lý như tôi vừa mới chia sẻ cho em một vài phút trước. Đó là tiền đạo thì sau phút 70 nên thay những cầu thủ mang có cái kỹ năng là siêu dự bị vào. Và AMF tiền vệ công thì nhớ là hai bên nên sử dụng hộp play nha em nhé. Khi đó thì anh em đôi khi anh em sẽ cảm tưởng anh em có đến tận 3, thậm chí đôi khi là 4 CF cơ. Nào, có một pha lên bóng cuối cùng được hay không đây? Đây rồi, lại là Pellegrini. Guler phía trong kìa, đưa bóng sang Pellegrini. Và làm gì đây? Không thể có cú dứt điểm cuối cùng. Ok, tỷ số chung cuộc là 2-1. Một thất bại dành cho người anh em Thái Dúi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh của tôi. Hẹn gặp anh em ở những video tới. And I need you to hear, and don't show any